12 người bị kết tội trong vụ nổ xe lửa ở Ấn Độ. Một tòa án Ấn Độ đã kết tội 12 người liên quan đến một vụ nổ đã phá tung 7 chuyến xe lửa cách nhau chỉ vài phút cách đây 9 năm ở Mumbai. Các vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm tại các toa tàu hạng nhất đông người trên các chuyến tàu buổi tối, đã giết chết ít nhất 188 người và làm bị thương hơn 800 người khác hồi tháng 7 năm 2006. Gần 200 nhân chứng đã ra cung khai cho ban công tố trong vụ án kéo dài 8 năm đã kết thúc vào tháng 8 năm ngoái. Các công tố viên nói vụ tấn công đã được thực hiện bởi nhóm chủ chiến Lascar sử dụng bơm chế bằng nội áp suất. Tòa án đặc biệt Maharashtra bài trừ tội ác có tổ chức do chánh thẩm Justin Sinde, một thẩm phán đặc biệt, công bố phán quyết của tòa hôm thứ Sáu. Một người được tha bổng, hình phạt dành cho những người còn lại theo dự kiến sẽ được tuyên bố vào ngày thứ Hai.